Dạo này thời tiết nóng muốn chảy mỡ, cái tự nhiên muốn đổi cái đuôi này lấy cái chân. Ủa lộn, muốn đổi cái chân lấy cái đuôi chứ. Để biến thành nàng tiên cá bơi ra biển khơi cho nó mát. Mà đang bơi tới quận 4 cái được hoàng tử trên cái thuyền này vớt lên. Hoàng tử còn đưa thêm một cái xô trà trái cây uống cho nó sảng khoái tinh thần nữa nè. Sau khi uống hai ba ngụm thì hoàng tử nói tổng của nàng hết 99k. Quá là bất ngờ nên mình quyết định quăng cái thuyền của hoàng tử vô nồi lẩu này hết luôn. Đằng nào thì cũng phải trả xiền nhưng mà nói chung cũng rẻ thiệt ha. Nguyên cái thuyền lẩu quá trời tấp bên với cái xô trà trái cây mà có 99k. Bởi có bơi từ Tân Phú qua quận 4 thì cũng hơi mệt á. Nhưng mà nghĩ tới khúc bơi trong cái nồi lẩu thái chua cay đậm đà này thì cũng hợp lý nha. Mà công nhận cái nồi gấp ly gấp lịa nãy giờ vẫn chưa hết luôn á. Đường cái trời nóng mặn lẩu nên cũng hơi chảy mỡ một xíu. Cũng may là có cái quả cầu tuyết này mà làm sao hay thiệt ha. Thấy trên mạng người ta hay đào đào kiểu vậy là thấy đồ ăn nè. Còn mình thì chỉ thấy đồng môn nên phải nhanh chóng giải cứu mấy em vô cái bụng này thôi. Không biết đào một hồi có hoàng tử trong đó không ta. Chứ thấy mấy bé tôm với hàu sốt thái này nó tươi rói ăn đã dễ sợ. Mà hình như đó giờ ăn chưa thấy chỗ nào có cái quả cầu tuyết như chỗ lẩu nướng chili này hết trơn á. Đường cái hoàng tử quăng mình vô chỗ này nhiều món lạ nhìn bắt mắt mà ăn cũng dính lắm á nha. Thấy cái món nào có phô mai tràn ngập kiểu vậy là thấy dính dữ lắm rồi đó. Cái món này chắc gọi là tteokbokki phô mai hải sản cháy dừa. Cái tên dài dữ nên đồ ăn trong đây lấy ra nãy giờ vẫn chưa hết luôn á. Mà cái sốt này chua chua cay cay ngọt ngọt đậm đà ưng nha. Mà công nhận bơi qua quận 4 mất sức thiệt, mình làm thêm năm bé hàu ngũ vị này nữa. Được nướng liền tại bàn nên nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Mà khoái nhất là cái sốt bơ đậu phộng này nè, nó thơm mà nó béo. Thêm cái bé hàu mọng nước rồi nữa. Giờ chắc ngồi đây ăn luôn chứ no quá bơi về sao nổi.